giờ cẩu cái tay để lôi nó lên ha. Hai chiếc luôn. Căng xích rồi, xích căng dữ lắm. Mày theo dõi cái cẩu lên thế nào ha, móc nó lên móc ra. Tôi cũng nặng nha, dốc quá trời nặng. Quá mới rồi. Đợi kiếm xích buộc vô. Xà lan ở đây chạy nước rút rất là dữ nha các bạn. Lên xuống chạc rồi phải buộc dây, không buộc dây dễ rút nhào ra ngoài ha. Hai chiếc ha. Nhà tao bắp càng hả gạch. Dính rồi, dính xích rồi, dính rồi, dính rồi. Ê, tụt ha. À, ghê quá. Cái này nó lết, nó cắn vô cái cây mình đặt ở dưới rồi kìa. Nó dính cây bạch đằng này, cái xích á. Nó đè xuống nó mới được. Chịu cây bạch đằng. Nãy bỏ cái bạch đằng xuống đó mà còn lúng thật. Hai nay cái cây bạch đằng hai cây chỗ đó đó mà ý là biết nó đầu rồi mà còn ấy. Quá trời nặng rồi. Chỗ này nó hẩm á, nó hẩm nó bị chìm dưới đó. Bây giờ cho cắt cái đầu nó lên nó mới được chứ rút xuống nó đầu đầu đất rồi. Bởi vì mấy cục dây xích vô trong cái dưới lượng chiếc. Chịu nó lại. Cái bánh nó chìm vô cái cây bạch đằng đó anh Tài. Buông ra là nó tụt, nó chìm dưới luôn nha các bạn. Cái này nó rất là hẩm ha. Xong ở đây nó hẩm dữ lắm luôn. Vì chiếc này sẽ thay chiếc kia móc cái cây lên ha. Móc cái cây lên. Nó rất mẻ tụt. Dính lại. Không buông ra chi trời. Tụt xuống. Móc cây bạch đằng nó lên, nó bị chim vô cây bạch đằng nó lên không được.
nút rút và vừa nâng á, để nó không cắm đầu và để tao cuột vô trong máy. Chứ đừng có kéo. Thì tao biết rồi, nó đụng mày tao chỉ cho mà làm mừng kể đó. Tao cuột đâu? Tao chỉ cho tao biết, tao mới chỉ cho mày. Cuột vô rào đi. Tao chỉ cho mà đừng kéo lên xe, tao đang cắm đầu vô đó mày rút cái nó cắm đầu vô mẹ vô đất đó, tao đang lim đường lên. Chỉ cho mà còn gáy nữa. Cái nữa chỉ là đi ra luôn rồi đó, quá căng ha. Đã cho nó trượt lên luôn rồi, trượt lên luôn đi. Dở cao lên.
dở lên á. Cây bự gì mà chịu không nổi. Dưới này đã chim hai cái cây rồi ha, mà nó lúng mất tiêu rồi. Lúc cái ếch cái tiêu luôn. Kéo mà lên là xe nó đang nằm về bển, kéo luôn luôn coi, đừng có kéo quá, địch quá thì đâm đầu xuống nó rồi. Còn đó nắm gào ha, còn đó kéo gào, còn bên này kéo bằng cọng lò tối ha. Cho cái gỉ đi, mở cái cọng dây kia cho cái lọn xuống nó bị lại, ông này ông ve cái cửa cái xe lại lại đi lên luôn hả? Lên nữa sửa xe đó ngay lại lên luôn. Móc cái xích cục lại không? Cho ông dùng lại đi, móc cái xích cục lại giúp. Quá mạnh. Xuống đó, xuống đó. Ôi, từ từ. Woo! Đóng cửa lại đi. Lên luôn rồi. Bể cửa. Nước vô rồi máy không ta? Vô rồi. Nãy quay lại. Nãy nó bị gì đó. Nãy quay lại tự. Nãy nó bị xề xuống cái đó. Nó vô cái A kìa anh Tài, cái A đó nằm tút dưới đó. Lết luôn. Lên tới đây an toàn nha anh em ơi, quá mệt luôn nha. Thâm nhớt rồi biết rồi, này chạy ECU chứ. Buộc dây cho ổng kìa. Hai chiếc nó mới lên nổi luôn, chiếc lên không nổi rồi. Tại đã nó lết luôn. Đâu có chạy được. Nó lết kìa. Quá mạnh. Quá khủng khiếp ha. Nó lọt là nó hẳm cả chục mét ở dưới quá ít nha các bạn. Rất là may mắn nó còn nằm ở trên ha. Ê, quay vậy ấy không chạy? Quay về hư nhông không?